Hey, xin chào các bạn. Hôm nay quay lại trở lại clip mới của Thiên Vũ. Sau vài tháng qua đã chuẩn bị cho các bạn những dòng sản phẩm mới và những đôi lo chuyên nghiệp hơn và đến từ các thương hiệu các nước khác nhau, thì mình sẽ làm từng clip trong những tháng gần đây. Thì bây giờ đầu tiên cái đôi lo mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái đôi lo của dòng C Audio Technic đến từ thương hiệu của Đức. Thì mình sẽ làm như các mã như của C, như bao gồm là A5, A8 và như các dòng F3. Thì ở đây trước mặt các bạn, đây là mình giới thiệu các bạn một bộ dàn mới của C, đó là bộ dàn F3. F3 này nó như thế nào thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn và nhìn cái không gian view này. Thì cái ứng dụng của cái F3 này á, thì nó sẽ đáp ứng cho các bạn như những cái căn nhà, như những căn hộ chung cư được nội thất khá là đẹp, mà chúng ta không thể gắn những chiếc loa thường mà cồng kềnh và quá bự đi, làm xấu cái view của mình. Thì ở đây cái F3 này sẽ đáp ứng cho các bạn được cái nhu cầu là view rất là nhỏ gọn, chiếc loa nó nhỏ chỉ bằng một tờ giấy A4. Và cái bộ dàn hệ thống rất là nhỏ và được treo cũng khá là giấu cái thanh lắp ráp đi, nên các bạn sẽ coi như là chúng ta nhìn lên chúng ta sẽ không thấy cái thanh ở đâu cả, và rất là thẩm mỹ về cái mặt thẩm mỹ. Và cái hệ thống thiết bị tín hiệu thì nó cũng khá là nhỏ gọn. Cái main đây là cái power thì được thiết kế là rất là nhỏ, thì cái này mình sẽ quay cận cảnh và chi tiết hơn. Thì cái với lại mình sẽ kết hợp cùng với JBL KX180 của Harman Kardon và micro Decom của Korea nhập khẩu chính hãng. Và đây là tất cả những bộ dàn, đây là những sản phẩm chính hãng và đến từ những cái thương hiệu có tiếng trên thế giới, các bạn có thể tham khảo thêm ở trên Google. Và đừng quên là sẽ có một thiết bị bên ngoài, đó chính là chiếc đầu karaoke và một subwoofer F3 của Đức.
bây giờ đừng chọn lựa một lần nữa, thì chẳng có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ đừng chọn lựa điều em ước mơ, thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi, dù có tiếc nuối vẫn đắng cay trong ngày mai. Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai, tình yêu trong anh sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu luôn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ gì, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một, dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố chồng.